Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã và đang tăng cường thời gian làm việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân cho người dân đến tận cơ sở. Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân cố định tại tổ một cửa, trung tâm hành chính quận từ ngày 26 tháng 1 đến nay, bắt đầu từ ngày 3 tháng 3, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thành lập các tổ lưu động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường 7 ngày trong tuần để đáp ứng được chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra, tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc đổi từ thẻ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân thuận lợi và nhanh chóng hơn. Vừa phấn khởi mà vừa tự hào và cũng thấy đó là một cái vinh dự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là ở thành phố và quận của chúng ta. Để đẩy nhanh tiến độ và tạo mọi điều kiện để cấp thẻ căn cước công dân đại trà cho người dân, các tổ lưu động cũng thực hiện 7 ngày trên một tuần, nhưng thực hiện 3 ca trên một ngày, làm việc đến 22 giờ đêm. Tại phường Hòa Hải, ưu tiên thực hiện cấp thẻ căn cước công dân trước đối với lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn. Lãnh đạo đã chọn cái thời điểm, cái thời gian như thế này là rất là hợp lý, vô cùng hợp lý, để tạo cái điều kiện để cho chúng tôi tranh thủ và làm cái căn cước công dân đạt được cái nguyện vọng của mỗi thành viên lực lượng an ninh cơ sở chúng tôi. Việc thực hiện lưu động và tăng ca vào ngày nghỉ, ban đêm của Công an quận Hải Sơn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân không có thời gian rảnh trong giờ hành chính nhằm bảo đảm đúng tiến độ đề ra là đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 phải hoàn thành việc làm thẻ căn cước cho công dân.